từ thứ hai cho đến thứ sáu thôi, còn thứ bảy thứ nhật tôi đi mua hột xoàn. Đó chứ à, bánh này ở nhà cô ba làm các cái đều làm nó mệt quá, phải cho cô ba thời gian cô ba nghỉ ngơi được cô ba mới tiếp tục được. Chứ bây giờ hả kêu bằng á hả làm mà làm liên tục như vậy là cô ba chết liền á, chịu không nổi luôn. Bánh bèo chén lớn thì nó là nhân tôm thịt, nhưng mà nhân tôm thịt này là theo cái kiểu của người Quảng Ngãi. Nhiều người á, người ta lại á, ta đòi ăn 10 chén, cô ba không bán. Bởi vì mình biết bánh bèo chén của mình rất là to, nếu người ta ăn nhiều thì người ta sẽ bỏ mứa lại, cô ba không đồng ý. Cô ba chỉ ăn 3 chén. Bán đây là mấy chục năm rồi, thành thử ra đó là khách của cô ba là không từ một người nào, nó hẳn ra. À, quán của cô ba đó là nó không có tên, nhưng mà nó chỉ có địa chỉ số nhà 123 Nguyễn Thông. À, tên cô ba đó là cô ba bánh bèo. Ở đây ai cũng gọi là cô ba bánh bèo, bởi vì cô ba là thứ ba. À, nở ra đó là lấy cái biệt danh thôi. Cô bán ở đây lâu chưa cô? À, sơ sơ à con, mấy chục niên à con, cũng phải là 4-50 năm gì đó. Đây là bánh đúc nè, rất là béo, làm dừa tươi, bánh đúc mà làm dừa tươi, nó rất là béo, ngon lắm. Rồi à, bánh bột lọc, tôm đất, tôm bự á. Rồi à, bánh bò, bánh ít trần nhưng tôm thịt. Bánh bèo chén lớn là của người Trung, nó là tôm với thịt. Trong cái nhân này nè, nó có nóng và có nguội, bởi vì cô ba để cho nó nóng với nguội á. Nhiều khi gối đem nè, cô con thấy không phỏng nè. Đó. Là vừa nóng vừa nguội luôn. Còn à, bánh ít trần á, thì nó xào tôm tươi với thịt nạc. Cái này á, miền Tây á, người ta kêu bằng bánh mặn. Miền Nam mình kêu là bánh đúc. Đó. Nó là vậy. Hay là cô bán bánh của nhiều vùng miền đúng không cô? Đúng rồi, miền nào cũng có hết. Ví dụ như giờ ở Huế á, thì người ta ăn bánh bèo người ta không cho đậu xanh. Miền Nam mình phải ăn đậu xanh thì nó mới ngon. Đó, còn cái này bánh bột lọc thì của người Huế. Dạ, với lại cái này là cái gì đó không? Nó là sốt sườn xương hầm. Cho dĩa cái nước mắm, sốt xương hầm. Để dùng chan vô đây để cô ba làm cho con thấy luôn. Bánh bèo chén lớn thì nó là nhân tôm thịt. Nó là nhân tôm thịt. Nhưng mà nhân tôm thịt này là theo cái kiểu của người Quảng Ngãi. Còn nhân tôm thịt của người Quảng Nam nó lại khác nữa. Nó khô. Nhân Quảng Ngãi thì nó hơi sạch sạch như vậy. Bèo vậy đó không ạ? Ôi ôi, 10 ngàn vậy mà có nhiều người lại còn trả giá con ơi. Có 10.000 đồng bạc mà chà bá như vậy mà còn trả giá nữa đó. Rồi cô ba rầu cũng chết. Thì đủ có trả là 35.000. Cũng tùy theo khách ăn. Nó bình quân của nó chỉ có 35.000 thôi. Còn bánh bèo chén thì 10.000 đồng một chén. Tiến tới. Nói chung ra là các cái đồ ăn giờ đó cái gì nó cũng lên hết. Nhưng mà cô ba bán không lên. Giọng giá bình thường là 35.000. Mà sách 35.000 mà đi ăn được như vậy á hả là cô ba khao hết luôn, đúng không con? Bởi vì ở đây cô ba không có dùng hóa chất, không có dùng là kiểu như là cái gì thực phẩm ma cái gì đó. Đúng rồi, ở đây là có như thế nào cô ba làm như thế nấy, không có dùng mấy cái đó, dứt khoát là không dùng nha. Bởi vậy á, mấy cô á gán học á mà làm chuyện khác, còn làm chuyện này là không nổi đâu, cô ba hứa vinh dự luôn. Yêu nghề lắm á. Nói chung là cái nghề này là nghề của mẹ cô để lại. Nhưng mà ngày xưa đó, bà ngoại á, làm rất là đơn giản, không có cầu kỳ như bây giờ. Bây giờ là 2.0. Ta phải theo dõi 2.0 đó chứ, đúng không? À, đó.
trộn này là một cái đặc sản của miền Trung. Miền Trung thì không có trộn, nó chỉ là ăn tré nguyên cây của nó thôi. Mình nghĩ là sẽ có nhiều cái vị cay, chua, mặn, ngọt hơn nữa thì nó sẽ dễ ăn hơn, nên là mình thêm nhiều cái gia vị khác hơn thì nó dễ ăn hơn thôi. Cửa hàng chị thì bán tré trộn. Tré trộn này là một cái đặc sản của miền Trung, được gia nhập vào Sài Gòn của mình á là cũng lâu lắm rồi, nhưng mà tré trộn thì nó chỉ mới nổi vừa đây thôi. Thì mình sẽ có nhiều cái gia vị trộn lại, hòa quyện lại sẽ thành một cái món ăn cực kỳ ngon. Miền Trung thì không có trộn, nó chỉ là ăn tré nguyên cây của nó thôi. Nguyên cây của nó rất là khó ăn á, cái vị của nó có riền, có tỏi, ớt thì nó khó ăn hơn. Bây giờ mình trộn thì nó sẽ có dễ ăn hơn, và giới trẻ bây giờ rất là chuộng. Ở đây thì chị trộn cóc, xoài, trứng cút nữa, thêm topping nó rất là nhiều nên là nó sẽ ngon hơn. Còn bình thường lúc xưa thì chỉ có tỏi, ớt, rau răm rồi thôi. Tỏi thì nó sẽ thơm, nó nhiều, cái đó là nó sẽ ngon hơn. Gia vị thì có muối nè, nước sốt chị làm, rồi xong là thêm ớt sa tế một ít nữa với tắc. Một phần của chị thì bán, bình thường chị bán phần 50, có phần nhỏ hơn 40. Nói chung là khách mà ăn nhiều thì chị sẽ bán nhiều hơn thôi, còn ít thì bán ít. Chị có bán chả, chả bò Đà Nẵng, người Đà Nẵng làm nên nó ngon lắm. Chị có món thêm là chả trộn trứng cút nè, hoặc là khách mà không thích biết ăn ché thì nó khách sẽ ăn chả trộn trứng cút hoặc là nem trộn chả. Một số là ché thì gia đình chị có người làm, còn chả thì lấy của người quen, người Đà Nẵng á, người ta vào đây người ta làm. Ché trộn thì đã trộn xong rồi là nó sẽ thơm một xíu vị của tắc ha, của tỏi, ớt, cay cay, và nó có riền. Trong đó ché thì nó có thính rồi nữa nên nó thơm. Cửa hàng bình thường, một cửa hàng tụi chị tờ bán từ 300 đến 500 cây. Cửa hàng mình bán được hơn nửa năm rồi. Chị tổng cộng là được, hôm nay là được 5 chi nhánh thôi. Ở đây thì là 61 Nguyễn Thượng Hiền, rồi chi nhánh Tân Phú, Bình Thạnh, quận 7, và một cái ở trên Tân Bình nữa. Chị tuy là mới mở thôi nhưng mà cái lượng khách bây giờ nó rất là ổn định rồi. Khách ở đây khen ngon mà cái vị rất là khác so với mấy nơi khác á. Cửa hàng Giang Hoàng thì gửi lời cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin dùng cái tré trộn Giang Hoàng này rất là nhiều. Khách nào mà chưa sử dụng thì nên ghé và thử một lần để biết được cái món này nó ngon à. Tùy theo khẩu vị thôi, có rau câu dừa nhưng phô mai, ai thích ăn phô mai thì ăn phô mai. Còn ông không thích ăn phô mai thì có rau câu dừa mà nhân bánh lăng ở trong đó, đó cũng ngon lắm, béo, thơm béo.
anh tên Thái, tiệm bánh lăng của anh tên là Thái Thủy, địa chỉ là 893 Hoàng Sa, phường 11, quận 3. Anh bán từ 3:30 bán tới gần 9:30 là hết rồi. Bán cũng hơn 10 năm rồi. Cũng là duyên thôi chứ không có nói gì. Đồ kè xưa bán lắm, không ai bán đồ ăn vặt á, mình bày mình bán thôi. Tự mình làm mình bán. Thôi, bánh lăng anh bán được khoảng 1 tháng đầu á. Xong rồi anh bày thêm cái rau câu anh bán, ăn thấy ngon thì làm mình bán luôn. Rau câu phô mai, rau câu nhãn, với rau câu bánh lăng. Thì làm 3 món đó thôi. Sau làm rau câu chanh dây mà thấy cực mới không làm, mà cũng không ngon. Bỏ sức mình làm cũng mệt. Có gì vui không ạ? Vui chứ. Có bán đông mình vui chứ. Khách tới đông là mình vui chứ. Nó mệt mình nó vui. Chứ anh bán bánh lăng thôi, sau này mình làm thêm rau câu mình bán rau câu. Bánh lăng thì anh có truyền thống thôi, rau câu thì anh có 3 loại. Chẳng hạn như là rau câu dừa nhân phô mai nè, với rau câu dừa nhân bánh lăng, với rau câu nhãn. Rau câu nhãn thì ăn nó giòn giòn. Còn rau câu dừa nó mềm hơn. Còn rau câu dừa của anh là đặc biệt là cúc nước dừa xiêm 100%. Không có dừa xem không đúng dừa xem các bạn nha, chứ không phải mấy dừa tầm bậy đâu, nó ngọt thanh thôi em, còn đường em xài đường phèn không. Nước dừa cà phê của anh là anh bán mới ra bán là anh bán vậy rồi, nó cũng là một cái để thu hút khách. Người khách thích ăn nước dừa cà phê chung nhau, nó có vị béo béo với ngọt ngọt, nước dừa nó béo, nước dừa ăn co chung với cà phê nó béo, giống như cà phê sữa vậy. Mình vừa ăn bánh vừa uống cà phê sữa luôn. Giá thì bánh lăng anh 8.000, rau câu dừa thì 8.000, còn rau câu nhãn thì chỉ có 7.000 thôi. Quá trình làm bánh lăng của rau câu của anh hả? Có trứng, sữa tươi với sữa đặc thôi. Dừa tươi là của rau câu, tươi đó dừa, cái cùi dừa á, dừa xem mà hoàng luôn, cắt ra anh cho vô, dẻo dẻo ăn nó dễ ăn hơn. Đừng dày quá, cứng. Khách anh ăn đủ loại đó, nhiều người tới ăn đầy đủ là 4 loại, còn nhiều người không thích ăn nhãn thì ăn 3 loại kia. Tối đông lắm, tối đông vui lắm. Từng 7 giờ mấy, 8 giờ. Bạn anh mấy 20 cái bàn cũng đủ cho khách rồi. Anh với lâu câu của anh là lúc nào cũng good đó, tuyệt vời. Tuổi sinh viên cũng có, chung chung cũng có, lớn tuổi cũng có. Đây mấy bánh lăng lâu câu của anh đây làm bánh dừa ăn nó không ngọt chắc đâu. Nhiều người lớn tuổi tao không thích ăn, nó ngọt dừa dừa thôi. Như có mấy sinh viên tới ăn xong mốt lấy chồng, quen nhau là tới ăn xong mốt lấy chồng đẻ con tới ăn tiếp, chắc con tới ăn giống vậy đó. Trên mấy quả gì khách ăn quả gì mới quen dắt tới ăn xong quen cho lấy nhau xong rồi đẻ con cũng chắc con tới ăn luôn. Đẻ con bánh này ba người ăn ba gì là trường thương em, công ty lưng mua 60-70 hộp là trường thương á. Bây giờ nó dịch thì hơi khó khăn một chút, hơi ít xuống là chút ngon, người ta ăn nhiều cái người ta cũng cần nước mắm nữa, ăn bên không à, mua nước ngoài luôn mà, mua xong để lạnh á rồi gửi đi nước ngoài. Vừa rồi chị bán 200 cái mà bánh đôi luôn, làm lớn làm 2 con tôm rồi đi nước ngoài, bánh đi nước ngoài nhiều lắm. Trời ơi, ăn mấy chục năm rồi em chưa thấy khách nói đó. Em ăn hồi kỳ mà em chưa có chồng, chưa em có con, có chồng có con rồi đó, tới cũng còn tới ăn. Vừa giá mà ngon thì người ta sẽ tới. Bán là mấy năm? Bán mấy năm rồi đó, 91 chứ. Ừ, đúng. Đúng, bán luôn rồi. Ở quê người ta đi bán á, rồi chứ vô đây người ta lập nghiệp, người ta bán ngày này luôn em. 51/73 Cao Thắng. 12 giờ trưa đến 6 giờ rưỡi chiều. Bán đây có món gì không chị? Bánh bèo, bánh nằm, bánh lọc, bánh ít, bánh nước, 5 món bánh, 5 nướng, chả lùa là 7 món. Giá thì sao chị? Bữa nay chị bán là thực phẩm là 1.40.000. Còn bánh mà để lá thì bánh nằm, bánh lọc, bánh ít, một thứ là 30-40.000 nữa. Còn nem thì bán lẻ cái 8.000, trà cái 8.000. Thì mình phải theo nam. Hai mẹ con ăn 45 cây nem. Các em chưa tới gặp đó. Nem nó trùng thương, ăn 50 cái là trùng thương em. Bánh nóng hết, nóng em thấy trung nhỏ, nóng hồ đúng. Vừa hấp xong rồi mình vừa đi bán. Một dĩa mà đầy đủ mà là
mà bánh bèo, bánh nằm, bánh lọc, bánh ít, bánh nước, từ chút chút. À, có hành lá, bánh mì này là giả cấp mỡ em. À, người ta ăn bánh mì này giả cấp mỡ. Ừ. Là tôm, tôm khô rồi mình xay ra. À, mình mua về là em biết mình ngâm nước sôi, xong rồi mình ấy mình xay ra. Mình xay ra rồi mình xào lên, xào tỏi với dầu. Công nhiều lắm em ơi, nghề là em biết rồi. Em thấy mình có hai loại nước mắm. À đúng rồi, loại không cay thì loại cay. Còn nước mắm có loại mắm mặn nữa, hai loại nữa, mặn nguyên, mặn pha. Ờ, nó vì người Trung lắm, cũng Bắc mà, con người Trung người ăn mặn. Người nào yêu cầu mặn thì chỉ làm mặn. Ừ. Có người ăn cay, người ăn không. Ờ đúng rồi em, có cái nước mắm thì chỉ có lai hơi nam chút. Huế thì làm mới mặn chút, còn chị mình có ngọt hơn chút em. Đa số cái món này, món bánh bánh lọc em, nó thông dụng bánh đó. Cái bánh lọc này ở trong nhưng nó là có gì? Tôm, về thêm một miếng thịt, miếng mợp, miếng mợp. Nó béo béo, béo mà ngon em. Nếu mà tôm bữa nào tôm bự thì chuyển có bọt mờ vô. Nó tôm nó bự lớn rồi. Ừ, tôm này ta ký 140 rim lên. Nó rim giống như mình ăn vậy đó. Ừ. Tại vì ở đây khách của chị rất là thích ăn phô mai ở quán của chị, nhà chị làm. Phô mai của chị là nguyên chất luôn, không pha cái gì hết. Phô mai không phải như những chỗ khác người ta pha vô cái này cái kia nó sẽ lạc đi cái vị phô mai. Chỗ này mình để nguyên xi phô mai luôn, mình chỉ đánh cho nó mịn ra thôi. Nó béo béo, nó bùi bùi, xong rồi chấm vô con ốc thì nó ăn rất là ngon. Nhiều bạn nói ăn vậy rất là tuyệt. Đánh giá món đó là ngon nhất quán của mình luôn đó. Với nó ta nói đi không có chỗ nào khác cái vị phô mai là như cái quán của mình. Chị đang ăn gọi địa chỉ 174/43 Ốc Xuyên, chợ Bàn Cờ. À, 10 giờ sáng tới 10 giờ tối luôn. Bán chắc khoảng mười mấy năm rồi đó. Chắc chị sau năm 2000 bán tới giờ. À, cái ngành nghề bán ốc này là em của chị là bán trước. À, lúc em đó bán ở đây là cái cô đó cũng bán ốc. Xong cái cổ làm không sợ không nổi, cổ nghỉ. Cổ nghỉ cái cổ mới kêu em chị bán đi. Là bán cái bên lúc mà bán đường giữa đó. Đó là mới đầu bán nhỏ nhỏ thôi. Ừ, bán vài loại ốc thôi. Sau này mới phát huy lên là mình bán nhiều loại luôn. Nếu mà đầy đủ hết là khoảng là 30 loại ốc. Có thường xuyên nhất là ốc hương càng rẹ, ốc mỡ, cà na hay là ốc dừa, ốc ngựa là có thường xuyên. Còn sò lụa đồ thì nó theo mùa. Chém chép, sò huyết là có thường xuyên hết. Ốc hương, phô mai, trứng muối. Quán của mình nó là ăn nhiều nhất. Quán đó là ăn nhiều nhất. Lúc trước là mình bán ốc hương, phô mai thôi. Sau này mình thấy trứng muối nó vừa béo vừa ngon nữa, mình làm thử. Hai mẹ con làm thử ăn. Ăn thử rồi mình làm luôn là ốc hương, phô mai, trứng muối. Mình cũng nghĩ nha, mình kết hợp như vậy đó, như sau này cái hai mẹ con ngồi cái nghĩ sao mình không bỏ bắp vô cho nó nhìn nó vừa đẹp mắt mà nó ăn vô nó sẽ không ngấy, nó ngon hơn nữa. Ốc là của chị là không có ấy, chị bán nhất định giá. Ở đây mắc nhất là càng rẻ với ốc hương, là càng rẻ 120, ốc hương 100 một dĩa. Rẻ nhất là 50, đồng giá 50 thôi. Ốc mỡ nè, cà na, ốc dừa, ốc ngựa đâu, nghiêu rồi là 50. Ông không có phô mai ở đâu nướng mà phủ lên vậy. À, ta để ông bên vậy nhìn không có ngon gì hết. À, không có đánh mịn ra như vậy là nó không ngon. Mình phải bao phủ vô cái con sò điệp luôn nó mới ngon. Hào rồi cũng vậy, mình nướng phô mai là phủ lên hết. Vậy nó mới hấp dẫn. Có lâu rồi, nó ra đời luôn chung với mấy món này, chỉ sao món phô mai trứng muối thôi. Mì que là mẫu năm nè. Chị làm tiêu chuẩn là chị lựa ốc tươi sống. Đúng rồi, ốc còn sống luôn, về mình mới chế biến ra. Mình luộc lên rồi mình mới chế biến ra món, nó mới ngon. Mình mới giữ được cái độ tươi nó lâu. Như chẳng hạn như hào thì rất là mập, mình chọn hào ngon nhất. Tách con hào ra là mập ú luôn đó, nướng phô mai, nướng mỡ hành ăn sống rồi đó. Những món tươi lắm, như mình lựa ốc tỏi rồi mình cũng mua ốc sống luôn, nguồn sống tỏi, con ốc tỏi còn sống luôn, cho nên người ta rất là thích ăn quán của mình.
cũng hơi nhiều thời gian. Sáng chị dọn là khoảng 3 tiếng đồng hồ mới xong. Sơ chế là làm hết cái đàn ốc này luôn khoảng 3 tiếng, hai người làm. Tỉ mỉ hơn nữa với những cái loại ốc như là ốc tỏi rồi mình luộc xong rồi mình phải lấy cát rồi trong bụng nó ra. Thì lấy cái bao tử nó ra nữa nên là mình bỏ lại nó sạch. Sò điệp sò dương cũng vậy. Sò điệp sò dương là mình phải cắt cái túi mật nó ra mình bỏ. Nó nhiều cát lắm, mình phải làm cho thiệt là kỹ mới làm được. Tùy theo con nước, tùy theo nguồn hàng ta vô. Mình ở đây mình bán mình cân lạ, cân lên mình bán dĩa chứ không phải là mình bán con. Đúng rồi, lớn nhỏ gì mình cũng cân hai lạng hết. Chưa chú bán có nhiêu á, hình như là 2.500 là phải á. Đó là chưa, xung quanh đây là chưa có gì luôn. Chưa có gì luôn. Chưa chú bán có bán thêm món hai chảo chiên, hai chảo hấp. Chưa. Giờ thôi làm thứ rồi. Hồi đó có mấy đứa trẻ trẻ như con, chưa có chồng mà giờ có chồng bây là ăn nữa mà. Mà bây giờ tấp tin là nhiều. Music licensing reimagined. Chồng có 16 năm rồi chồng chết con. Chồng bệnh tiểu đường. Con trai thì bị bệnh ung thư não gì trên đầu. Còn con gái thì ung thư hoàng họng. Bệnh chết. Mỗi đứa hai đứa con, mỗi đứa để lại đứa cháu ngoại, đứa cháu nội rồi thôi. Ông trời ông phạt bà thành ra. Chứ người ta hai đứa con thì mất đứa còn đứa không con này mất hết hai đứa. Không, bà chỉ buồn cái là bà đã không biết kiếp trước mình làm gì nên tội. Kiếp này cổ quá gì nè. Thì thật, như bà nghĩ vậy nè. Người ta có như tỷ con sướng trước thì cực sao, sướng sao thì cực trước, con người vậy. Ta nói là không có lúc người có phúc. Còn suốt cuộc đời bà khổ quá. Khổ mà già đến đổi cái tâm tự già. Hỏi khổ của bà không thể nói được. Tên giấy tâm giấy tờ bà Nguyễn Thị Lệ. Năm nay mình nói gì? Bà năm nay 67 tuổi chứ. Bán cái nghề này lâu chưa bà? Bà bán cái nghề này là giải phóng đâu 2-3 năm rồi bà bán này nè. 3 giờ bà bán tới bữa có khi 9 giờ mấy, có khi 9 giờ vô chừng, có khi gần 10 giờ. Nó mệt, nó đau lưng quá thì bà nghỉ bà về. Trong xã thú, bán xã thú rồi cái bà bán siêu thị 3 tháng 2 rồi đó con. Đó, hồi đó đầu tiên 3 tháng 2 siêu thị. Rồi bán hội chợ. Rồi đó hội chợ đâu rồi có bà đó. Rồi cái bắt đầu cái ở đây mở. Rồi bà đi bộ mới gần. Cái thôi bà ở đây bà bán luôn là 20 mấy năm. Cái siêu thị này bao nhiêu năm là bà bao nhiêu năm. Bà lãnh người ta. Bà lãnh người ta bà đi bán đi. Bà đâu có biết là lãnh. Lãnh cái này là bà lấy à, bà lãnh người ta rồi lấy người ta của người ta bà bán bà kiếm lời sinh sống cháu. Bán nó nói ngay có bữa đắt bữa ế con. Đi hồi qua bán ế quá trời quá đất. Có bữa nói xin lỗi con, có bữa nào đắt lắm á được 40-50 miếng, có khi 3 mấy miếng, khi 2 mấy miếng.
khi mười mấy mía vô chừng. Giờ cái bánh này con biết xưa rồi, giờ người ta ra bánh ngoại bánh nội nó ngon quá, cái này cũng như người ta ăn từ xưa giờ rồi, nó cũng ngắn ngắn đó. Bà cũng kệ đi bán kiếm sống qua ngày, bà cháu với giờ sao đáng giá bao nhiêu à? Bà bán là 8.000 trái. Không, mưa thì bà bưng vô trong bãi xe, bà nấp rỗng. Hết mưa bà bưng ra. Là bà đi bộ ra đây hay sao ạ? Ôi trời ơi, đi bộ một mình mà đi không nổi đây, đi tới siêu thị hả? Là bà nghỉ, bà đi xe ôm. Bưng đi bưng về 40, bưng đi xuống đây 20, tối bà về 20. Không, đi bộ không có nổi con. Đi bộ như đây tới siêu thị là bà đau lưng đi tay không á. Mà đi bộ nhiều mà mệt tại vì tim nó đi. Hồi xưa mà bà mạnh nó thiệt con, tiền xe tu bức mấy ngàn bạc không ai lấy được bà đi bộ không. Cái bánh này gọi là bánh gì? Ta kêu chú nướng, có người kêu chú nướng, có người kêu chú sấy. Cái này chỉ là chú sứ thôi cháu, chứ không có sứ nào được hết. Ở dưới quê mà nắng tốt thì ta phơi sơ qua rồi ta sấy. Tùy theo người, có người người ta thích để dày người ta ăn thì nó dẻo dẻo. Vì cái này nó sấy rồi cà, cháo. Có người thì nướng lên, chịu nướng lên nó giòn. Dưới đau lưng lắm con nè, con thấy bà ngồi là ai đó con thấy cái lưng bà nó cầm không đó, được cái lâu lâu cái bà đau quá bà ngồi lên ngồi xuống bà ẩn tới ẩn lui. Thế tỷ bán được thì không sao, bán không được bà đứng dậy bà múa bà ấy cho nó thoải mái bà đứng bà ấy đó. Nhưng bà ngồi đây là lâu rồi là con biết không, bà ngồi bà đâu có giống như con mà bà ngồi bà tự nhiên vậy được đó, bà phải chấm cái ghế vậy nè. Bà mới tạ cái đít lên đây tạ cái đít lên đây rồi bà mới dương cái chân nó đòn lát rồi mắt 5 phút 3 phút bà mới đứng dậy được. Đau lắm. Cũng khó khăn, giờ ráng với dần sao con, chứ giờ nhờ cậy ai, con cái cũng có, nhờ cậy ai, cháu thì nó quá còn nhỏ. Nên bà nói sự thật, có khi nhiều người hảo tâm người ta mua hay tỷ 5 miếng chuối 40, có người cho mà tùy theo người, có người lâu lâu có người cho 10.000, rồi có khi mua hay tỷ 2 miếng 16.000, 8.000 miếng 2 miếng 16. Rồi có người nó thôi bà cầm hết đi khỏi thối cho cháu. Thế tỷ 10 người được người vậy đó cháu. Rồi có người không mua cái gì nói bà ơi con không có ăn chuối, con gửi cho bà 10.000. Mà không, sự thật bà cũng đâu dám ăn gì, để tôm góp rằng mà để cho cháu ăn với lo đắm tiền phòng trọ. Rồi bà bán đây khi tối năm, khi từng lễ lành cái người ta đi ngang người cho cơm, có khi cho.
đầu là 2.500 tới 3.000 trứng á, người ta bỏ ngày 2.500 tới 3.000. Tại vì em thích ăn bánh bao trứng muối. Ví dụ bình thường thì em tự làm á, mẹ em làm riêng á, em hay lấy trứng muối bỏ vô đó, cái em nói thôi em lấy món này bán luôn đi, cái em bán thử. Có người mua 200 cái luôn á. Hôm trước ta đặt liệt một ngày tới thử 400 cái, mỗi người đặt 200 cái. Cô Tinh Hoa, cô bán bánh bao chiên nhân trứng muối, bánh bao thịt, bánh bao pate, tê, bánh đùi gà, bánh cháo quậy, bánh bò. Cô bán năm 90, hồi đó cô 30, giờ 60. Hồi lúc trước cô bán hàng, cô bảo bánh cho mấy người tàu á, nên nó kết nghĩa chị em xong cái nó chỉ cho cô luôn đó. Như hồi kia là có bán bánh bao chỉ bình thường, bánh bao pate, bánh bao thịt là 5.000. Sau này con cô nó mới đầy khoảng tháng nên nó mới làm bánh bao trứng muối để thử có ấy hơn, như người ta ăn người ta cũng thích nên mua cũng nhiều lắm. Dạ em tên Hoài, em phụ mẹ em từ nhỏ rồi, lúc mà học cấp 2 là đã đi phụ mẹ rồi. Dạ, học xong rồi chạy lên xe bánh phụ mẹ bán. 10.000 một cái mà có một cái trứng muối, rồi xe nhỏ, trứng muối xe nhỏ chứ xe bự là gói cũng được á, xe nhỏ với hai cái trứng cút thì nó cũng như củ đậu, nấm mèo, thịt xay. Thường là mẹ em nhồi cho nó ngon á đó. Đó, nhồi thì nhồi được có lâu quá thôi, nhồi vừa phải thôi, nhồi lâu quá nó bánh nó dài không có ngon. Yeah. Với lại giờ sau này nhiều quá mẹ em xài máy luôn. Mua máy nhồi bột. Máy nhồi bột thì ngon hơn chứ, tại vì nó khuấy nó đều bột hết á, khuấy đều cái mấy cái mình cho vô á nó đều hết, bánh nó mịn lắm. Nhưng khoảng 2 tiếng á, 2 tiếng là xong được 1 chảo. Và một ngày có xào được 4 cái khi 4 chảo khi 5 chảo. Dạ cực, gặp củ sắn, bào sắn, dắt sắn, rồi xào nữa, xào cũng phải xào lâu nữa. Tại xào để cho nó ráo nước á, không là nó sẽ bị xì nước ra bánh á. Bánh bao là 2.500 tới 3.000 trứng á. Trứng muối thì được khoảng 700, trứng cút thì 2.500. Dầu chiên của cô là cô thay á hả, sáng là cô thay hết à, thay mới mỗi ngày á, nên cái dầu đó nó không có gắt, ăn con bánh nó thơm, ở trong thì mềm, nó còn nhờ giả ngoài thì nó giòn giòn. Có người mua bữa nay mai thấy cũng có mua, ta nói ngon. Có mấy người ở Tân Định hồi kia thường xuyên ăn của cô từ nhỏ á, ăn ta lớn luôn á. Rồi người ta cũng nghe, rồi người ta cũng có lên đây. Tôi về đây rồi cô coi, người ta coi YouTube người ta có lên luôn. Cũng có khen nhiều lắm, có mấy chị nhưng mà thích ăn pate, người thích ăn trứng muối, mỗi người mỗi khẩu vị á, mà đa số là khen nhiều. Yeah. À, mỗi lần bán mà cứ coi đọc bình luận thấy cũng vui vui. Dạ vui với có năng lượng làm hơn. Mọi người hãy ủng hộ quán bánh của mẹ em nha, ở 141 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 10, quận 3. Clip này là cô sẽ đặt bên Campuchia không, gốc của nó là nó không có phân thuốc, nó một năm nó chỉ có một vụ thôi là nguyên chất đó. Màu của nó cũng nguyên luôn, nó mềm mà nó giòn giòn mềm, ăn nó bổ dưỡng hơn các loại nếp khác. Thì cô Thí Sơn Nhất Thang, địa chỉ của cô là 209/24 đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3. Cô bán này là 78 năm đó. Cô này là mình bán thì có gốc quê thì nó hơi vừa, nó hơi mặn, nó mặn mà nó ngọt, nó béo. Còn ở thành phố, sâu tại thành phố nơi nó ngọt, béo mà ngọt lạc. Hay cái khẩu vị cô nhà quê nó hơi mặn một chút. Hồi lúc cô mới ra thì cái nếp của Việt Nam nó không được ngon. Cô
cô cũng có một người bạn Campuchia chỉ đó, thành ra từ ngày mà nấu cái nếp Campuchia này nó mới ngon. Nếp này là cô sẽ đặt bên Campuchia thôi, gốc của nó là nó không có phân thuốc, một năm nó chỉ có một vụ thôi là nguyên chất đó. Màu của nó cũng nguyên luôn, nó mềm mà nó giòn giòn mềm, nó bổ dưỡng hơn mấy nếp khác. Thì phải mua đậu xanh thật là ngon, đậu xanh xích cẩu á, cái ngon nó thơm mà nó béo, đậu nó không bị sượng. Thì cô phải nấu sớm từ lúc 8 giờ con, để cho nó lửa riu riu vậy đó, cho nó nhừ đậu nó mới ngon. Còn có nước dừa thì ăn thôi, mình thôi, mình làm cho nó cốt đặc là nó béo nó ngon. Cô là phải để tí xíu bột vô cho nó hơi đặc, mình chan vô sâu nó không bị chảy đó con. Sôi này nó ngon, nó kết hợp với cái bánh tráng nữa, gói sôi nó mới ngon á. Bánh tráng này nó làm từ cái bột khoai mì sống nó ở ngay cái nguồn gốc ở tên Tây Ninh Củ Chi á, mình đặt ở trên đó đó. Là cái bánh này nó rất là ngon, cái bánh tráng này nó ăn với gói sôi nó mới ngon. Giống như cái dừa này nè, là mình phải bào cái cọ sợ nó dài ăn nó mới giòn. Nếu mà mình bào bằng máy thì dừa nó ăn nó không có được ngon bằng cái mình bào bằng cái nước ngọt, cái nắp ve đó. Mình tự mình chế biến là mình đào, rồi mình bào á cọng dừa nó nhỏ nhỏ dài như cọng bún vậy đó, gói sôi nó mới ngon. Cô năm nay 58 rồi con, cũng vậy năm nữa cô về hưu. Thì gia truyền này chỉ có thằng cháu nó theo thôi, nó theo nghề được được thôi, chứ còn không ai bị gì, hai đứa con cô nó không theo rồi. Một năm rồi đã cũng hay lên đây của phụ cô nữa, cũng có một cái hướng là sau này sẽ nói nghề của cô luôn, tại không thấy ai nói nghề tại nghề gia truyền á, nên em quyết định xuống phụ cô cái này. Biết không, khách đó mà mấy đứa nó cũng học sinh đó, là nó ăn nay là mười mấy năm rồi, nó đi du học rồi nó về, nó cũng đi tìm kiếm rồi nó lập gia đình, nó có con cái cũng rỡ kiếm ăn nữa, nó đi nước ngoài rồi về nó ăn rồi giới thiệu cho nước ngoài, bởi nó bạn Tây nó dắt về đây cũng khen là ngon số 1, ăn xong rồi nó xin chụp hình với cô luôn. Gối của cô là 10 đến 15 nha con, hộp cũng vậy, hộp thì nó không có bánh tráng, gối thì có bánh tráng. Đắt nhất thì bây giờ cao điểm của cô từ 3 giờ đến 4 giờ.